Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube tiếng Anh cho người Việt của mình. Lại là mình phát đây. Hôm nay mình đi vào Cam Ranh của Trúc Việt thì mình có quay một cái quán phở rất là lâu năm, từ cái thời bao cấp tới giờ rồi. Đây, quán phở này là tên là Phở Nhớ. Phở Nhớ số 9 nha các bạn. Phở Nhớ số 9. Đây, nó ở số 965 đường Hùng Vương các bạn. 965 đường Hùng Vương. Đường Hùng Vương chính là đường quốc lộ 1A. Các bạn đi Cam Ranh, các bạn đi Cam Ranh là các bạn sẽ thấy là cái đường quốc lộ 1A chính là đường Hùng Vương. Đây, cái số nhà là 965 nè. Ở đây là phở bò, Phở Nhớ số 9, phở bò tái Nạm Viên nha. Rất là nổi tiếng và lâu đời. Này, chúng ta cùng vào trong và quay video nhé. Đây. Quán rất là rộng rãi các bạn. Hiện tại quán rất là rộng rãi. Nhìn ra mặt đường nè. Nhìn ra mặt đường đó, thấy chưa? Ở bên này có cái chỗ rửa tay cho khách vào nữa nè. Bây giờ mình quay vào trong nè, quán rất là rộng rãi. Đó. Rồi. Ở đây thì sẽ có chỉ có phở thôi các bạn, bán chuyên về phở là tái Nạm Viên. Tái Nạm Viên phở có thêm trứng nữa. Trứng, bánh mì và mì nữa. Ai muốn ăn thêm gì ăn. Ở đây có cái bảng giá nè các bạn. Ở đây có cái bảng giá phở nè. Tô nhỏ, tô lớn, tô đặc biệt nè. Đó. Đây là cô chủ nè. Cô chủ. Đây cái bảng giá đây, bảng giá đây. Đó. Ở đây mình vừa mới một kêu một tô, đây là tô nạm và trứng cho mình, phải tô bò viên và trứng cho mình. Đây. Đây là tô bò viên và trứng cho mình ăn bò viên với trứng. Còn mẹ mình là ăn nạm. Mẹ mình ăn nạm và bò viên. Mẹ mình ăn nạm và bò viên. Còn đây là bò viên và trứng. Đó, các bạn nhìn thấy là tô rất là bày trình bày rất là đẹp và rất là ngon, nó cũng nào ngon miệng nữa. Rồi có thêm trà đá nữa nè, 2 ly trà đá nữa đây. Các bạn nhớ là số 965 đường Hùng Vương nhé. Từ Nha Trang đi vào Cam Ranh theo cái đường quốc lộ 1A đó, mình đi vào Mỹ Ca xong đi vào số 9, Mỹ Ca rồi tới số 9. Rồi nhìn qua bên tay trái. Ở số 965 đường Hùng Vương chính là quán Phở Nhớ nha các bạn. Phở Nhớ số 9, quán đời này rất là lâu đời. Từ cái thời bao cấp tới giờ ba mẹ mình ăn ở đây cũng rất là nhiều rồi. Lúc mà ăn ở đây khá là nhiều lần từ hồi xưa tới giờ rồi. Mà bây giờ mình có dịp đi vô đây thì mình sẵn sàng mình quay cái quán luôn cho các bạn nào mà sẵn tiện đi Cam Ranh, Nha Trang thì cũng ghé ăn. Ok. Này các bạn nhìn là một tô đầy ắp luôn này. Tô này chắc là tô, có thể là tô đặc biệt hoặc là tô lớn á. Rồi bây giờ mình xin phép cả nhà mình ăn nè. Chào cả nhà đi má. Chào cả nhà. Xin chào phép các bạn. Mời các bạn dùng phở. Rồi mình xin phép cả nhà mình thử có thử ngon thế nào nha. Đầu tiên mình thử cái nước dùng trước đi. Thử cái nước dùng trước. Nước dùng thì thanh đạm,
vừa bạn. Cảm nhận của mình là nó không có đậm đà quá, nó không có đậm đà quá nhưng mà nó vừa vặn và nó thanh đạm. Mình có thể nêm mắm thêm, nêm mắm thêm rồi mình có thể đem gia vị thêm nữa các bạn. Mình xin nhắc lại là ở đây cái giá của nó là đây. Tô nhỏ 35, tô lớn 45. Tô 45 nhưng mà em biết, các bạn biết không, là thịt topping rất là nhiều nha, topping rồi nạm thịt rồi bò viên rất là nhiều. Đó, rất là phù hợp với giá tiền nha. Ngoài ra ở đây nó có thêm cái tương đen nè. Và ớt xay nè. Khá là ngon. Có ớt trái nữa, đây. Bỏ thêm chút, mình bỏ thêm chút tương đen vào. Bỏ chút tương đen vào ăn nó mới ngon. Sao rồi nhân vật chính thấy thế nào, nhân vật chính phở ngon không? Phở lâu năm rồi mà. À, đậm đà lâu năm chắc chắn là ngon rồi đúng không? Rồi à, có đậm đà không? Có vừa vặn ăn không? Ngon vừa vặn. Ngon vừa vặn, đậm đà. Thôi mình cũng thử luôn nhé. Mình thử topping, mình thử cái miếng bò viên trước nha. Mình thử miếng bò viên trước nè. Bò viên đúng là chắc là bò viên các bạn. Đúng chắc là bò luôn, nó không có dai của hàng thê. Thơm bò nha, bò viên thơm bò nha. Bò viên gốc luôn á, không có dai của hàng thê nè. Nó tiêu lại thơm nè, rất là ngon. Đó. Mấy chỗ khác các bạn ăn là bò viên là nó dai hoặc là nó bở lắm. Dai là hàng thê hoặc là bở là có pha bột quá, nó không có đủ tinh chất của bò. Mình xin phép mình thử cọng phở nha. Mình có đập trứng thêm cho mình có ăn cái này với trứng á. Các bạn nếu muốn ăn thêm trứng thì các bạn kêu thêm trứng nha. Nước phở rất ngon và cọng phở cũng rất là... Cọng phở nó không có mềm lắm. Nó vừa ăn à, nó cũng không dai, nó cũng không mềm, rất là vừa ăn các bạn. Ngon. Thật sự rất là ngon, đậm đà bạn. Thịt nhiều lắm. Thịt nhiều nè, bò viên này ngon nè. Đúng chất bò viên. Mình ăn gần xong tô mình nè. Đi vô Cam Ranh cũng ghé đang rồi mua về cho con cũng vô đây mua. Ở nhà anh nói thằng con anh nó út á, anh nói lâu rồi ghé bởi nhớ mình lại ra bắt cái này. Yeah.
nước dùng nè bạn, nước dùng là rất là ngon nha, tại mình nêm tương đen với lại tương ớt rồi nên nó có màu. Còn bỏ ăn trứng gì vậy? Bỏ ăn trứng. Ở nhà có trứng không vì bây giờ bên bán trưa cho nên là người ta chuẩn bị vô ăn hoặc là người ta đã vô ăn rồi. Quán hiện giờ là sau mùa Covid thì cũng hơi chưa không có đông khách các bạn, hiện giờ chưa khách mới vô nè. Mình hiện giờ cũng đã ăn xong đây, tô mình đã chén sạch sành sanh rồi, mẹ mình cũng ăn xong, bây giờ mẹ mình mới kêu một cái chén bò. Đây, một chén bò nạm, kêu thêm đấy nhé. Các bạn thấy ngon không? À, tại vì mình cũng khá là no rồi, chứ cái này chắc mình quất không nổi đâu quá. Cái này bây giờ mẹ ăn giùm thêm nè, bây giờ mẹ ăn thêm. Dạ. Dạ. À, mẹ mình nói là tô phở nhớ là đàn ông ăn thì hết, còn đàn bà ăn không hết. Đàn bà ăn không hết tại tô phở nhớ nó rất là nó bự, nó nhiều nha, nó nhiều bự. Này các bạn ở bên quay cận cảnh cái chiến bò này, thì chiến bò này có bò nè, bò nạm mà có bò viên nữa nha, đó bò viên đây, bò viên đây, đó bò viên đây, nạm bò viên. Nhìn miếng bò ngon chưa? Để mình thử một lát cho các bạn, mình nói với các bạn biết nha, bò thế nào nha. Đây. Rất là mềm, ngọt, thơm bò. Ngon ngon. Tuyệt vời, ngon. Làm miếng nước coi thế nào. Trời ơi, ngon quá. Rất là đậm đà, rất ngọt. Ngọt, rất đậm đà, ngọt từ xương thịt đó các bạn. Mình xin phép mọi người mình dùng đây nha. Xong, cuối cùng mình cũng đã chén xong. Mình cũng đã chén xong chén súp. No quá các bạn ơi. Rồi, video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ
nếu có đi Cam Ranh hay là đi số 9 đi Mỹ Ca thì ghé quán phở này ăn để coi thử lời mình nói đúng hay không nha, để thưởng thức hương vị phở nhớ lâu đời ở quán này cổ truyền như thế nào nha. Rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Các bạn nhớ ủng hộ kênh dạy tiếng Anh của mình để học tiếng Anh và khám phá những điều kỳ thú về món ăn và những địa điểm tham quan du lịch ở Nha Trang nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.